Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, sáng nay thì trong lúc chúng tôi đến với quý vị qua chương trình cà phê thì đặc biệt từ White House, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái quyết định táo bạo và nhanh chóng. Kính thưa quý vị, đó là việc Tổng thống đã đưa ra một cái quyết định và đã đưa ra lệnh cho Bộ Quốc phòng rút quân một cách đầy đủ và nhanh chóng ra khỏi Syria. Toàn bộ quân lực của Hoa Kỳ có mặt tại Syria sẽ được rút ra khỏi một cách ngay lập tức. Và các quan chức đã nói rằng Mỹ đã nói với CNN vào hôm thứ Tư, quyết định này sẽ là một sự đảo ngược lại từ chính sách của Tổng thống Donald Trump kể từ những tháng trước đây. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã báo hiệu ông đã mong muốn rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Syria. Và đây là một sự kiện mà Tổng thống Donald Trump đã làm. Vào sáng thứ Tư, Tổng thống đã đưa trong cái trang tweet: "Chúng ta đã đánh bại ISIS ở Syria. Lý do duy nhất của tôi để có mặt trong suốt thời kỳ tổng thống đó, kính thưa quý vị, đó là mục đích của tổng thống, là muốn đánh bại ISIS ở Syria. Và đây bây giờ thì ông đã nói cho rằng đã đánh bại được ISIS thì không có lý do gì chúng ta có mặt ở Syria. Mặc dù Mỹ đã tiếp tục duy trì quân đội ở Iraq với khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào Syria, và cuộc rút quân của Mỹ sẽ là một hoàn thành mục tiêu lớn là Syria. Iran, Nga có nguy cơ sẽ làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực này." Mỹ, chắc là quý vị cũng đã biết, hiện nay có tới 2.000 binh sĩ trên mặt đất và họ chủ yếu huấn luyện lực lượng địa phương để chiến đấu với ISIS. Lực lượng dân chủ của Syria do Mỹ hậu thuẫn và người Kurd đứng đầu đó là một trong những sự thành công gần đây chống lại nhóm khủng bố và đang trên đà chiếm được thị trấn lớn cuối cùng do ISIS nắm giữ ở phía đông, gọi là Afrin. Ước tính khác về số lượng máy bay chiến đấu ISIS còn lại ở Syria tại thị trấn Hajin, một cái khu vực cuối cùng của nhóm khủng bố, liên minh ước tính có khoảng gần 2.000 máy bay chiến đấu ISIS đã có mặt. Wow, đây là một lực lượng rất lớn. Nhưng một báo cáo chung của thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết rằng là đưa ra số thành viên ISIS ở Syria đã lên tới 30.000 người. Mỹ có một cái lực lượng ở Iraq sẵn sàng tấn công tất cả các cuộc đột kích ở Syria nếu cần thiết. Trong vài tuần qua, hình như liên minh ISIS do Mỹ đứng đầu đã thực hiện hàng trăm các cuộc pháo kích và pháo binh nhằm vào ISIS ở Syria. Và kính thưa quý vị, lực lượng đó đã được huấn luyện bởi quân Hoa Kỳ có mặt ở trên đất liền của Syria, tên tới 2.000 người. Trong số những các cuộc mà gọi là ân kích đã được phát động từ trước tới nay của Mỹ, liên tới có tới 5.000 phi vụ tất cả. Kính thưa quý vị, đây là một trong những cái sự kiện rất là quan trọng. Và sáng nay, Tổng thống Donald Trump đã quyết định một cách rất là mạnh mẽ. Và do từ đây, chúng ta sẽ không thấy hình bóng của tất cả những người lính Hoa Kỳ có mặt ở tại Syria và cái căn cứ của họ trở về lại ở Iraq. Đây là một trong những cái sự kiện rất quan trọng và có thể nói sự kiện này sẽ làm cho tình hình ở Iraq có một cái lợi thế, tình hình ở Syria có một cái lợi thế mạnh hơn đối với liên minh Nga-Xô và Syria. Quý vị sẽ chờ xem tất cả những tin tức đặc biệt ở phần chi tiết mà chúng tôi chỉ mới nhận được, gọi là breaking news sáng nay mà thôi. Trở lại một trong những sự kiện quan trọng thì chắc quý vị biết, trong những tháng trước chúng ta đã thấy đoàn người có tên là Caravan, họ đã chiếm giữ và có thể nói rằng họ đã làm cho Mexico cũng giống Hoa Kỳ rất là điêu đứng về vấn đề tràn ngập, và có thể họ đi vào biên giới của Hoa Kỳ, qua Hoa Kỳ một cách công khai, và nếu không có những cái biện pháp mạnh thì không có thể nào ngăn chặn được cái làn sóng này. Bởi thế, tất cả những cái sự kiện liên quan đến Mexico đã được Hoa Kỳ cân nhắc. Và một trong những cái sự kiện quan trọng là, kính thưa quý vị, đó là vấn đề cần phải viện trợ tức thời cho Mexico. Đây là một cái quyết định mà sáng nay đã được công bố ra, thưa Nhi Việt. Thưa quý vị, theo thông tin cho biết, như anh Trọng cũng đã nói, Hoa Kỳ đã cam kết và đầu tư 5.8 tỷ đô la để tăng cường phát triển kinh tế và chính phủ gọi là Trung Mỹ, và đã thêm 4.8 tỷ đô la để viện trợ để phát triển cho miền Nam của Mexico. Và viện hiện trợ của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy những cái điều kiện an ninh và kinh tế tốt hơn cho việc kế hoạch và cho phép những người Trung Mỹ và Mexico ở lại đất nước của họ và không phải di cư đi đâu hết. Kế hoạch
hoạch này đã được công bố trong một tuyên bố chung của Hoa Kỳ và Mexico do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và ông ta đã tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao Mexico tên là Marcelo Ebrard tại thủ đô Mexico vào ngày hôm qua. Kính thưa quý vị, lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico đó là ông Marcelo Ebrard đã nói: tóm lại, tôi nghĩ đây là một trong những cái sự kiện tốt đẹp và tôi nghĩ đây là một cái tin rất tốt cho Mexico. Tổng thống mới được khánh thành, tuy nhiên là kính thưa quý vị, tổng thống mới được đề cử chức vụ và nhậm chức, đó là ông Andrew Manuel López Obrador đã làm thơ và có thể nói là ông thở phào nhẹ nhõm về kế hoạch cung cấp việc làm để mọi người không phải di cư. Đây là một trong những cái sự kiện, nếu cái nguồn tài trợ qua khi đến cho Mexico và một vài quốc gia Trung Mỹ thì không có thể đi đến một cái tình trạng hỗn loạn như những tháng trước mà chúng ta thấy ở ngay biên giới của Mexico. Tôi có một giấc mơ mà tôi muốn nó trở thành hiện thực, rằng không ai muốn đi làm ở Mỹ nữa, ông López Obrador đã nói trong một cuộc họp báo buổi sáng trước khi ông thông báo. Kính thưa quý vị, ông đã nói rằng chúng tôi hy vọng rằng và chúng tôi có một cái giấc mơ là không ai muốn có nghĩ đến một cái tương lai mình sẽ có công việc đi làm ở Mỹ, và chúng tôi muốn rằng tất cả mọi người đều có công việc làm ở Mexico. Sự kết hợp giữa đầu tư công và tư cho nỗ lực mà có thể nói có nhà ở cần sự chấp thuận của Quốc hội, không giống như tất cả những dự án cần phải có chữ ký của Tổng thống Trump để ngăn chặn mọi vấn đề di cư bất hợp pháp và một bức tường ở biên giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một cái tuyên bố đồng thời rằng là Hoa Kỳ cam kết rằng là 5.8 tỷ đô la thông qua đầu tư công và tư nhân để kết thúc và thúc đẩy cải cách phát triển thế giới ở một gọi là phía ba tam giác. Một thuật ngữ đề cập đến Honduras, Guatemala và El Salvador. Kính thưa quý vị, đó là qua ba quốc gia ở Trung Mỹ luôn luôn có số lượng người rất lớn và có thể tìm kiếm cơ hội đến định cư tại Hoa Kỳ. Như quý vị, làn sóng của người gọi là có tên là Caravan, phần lớn họ xuất phát từ Honduras, Guatemala và El Salvador. Chính quyền của Tổng thống Obrador đã cho biết họ cũng quan tâm đến các cả dự án nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch ở miền Nam Mexico, và Hoa Kỳ cho biết họ sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào tất cả những cái nỗ lực này. Tuyên bố này cho biết tập đoàn đầu tư tư nhân ở nước ngoài đang chuẩn bị đầu tư và huy động một cái số vốn lên tới 2 tỷ đô la vào quỹ bổ sung cho tất cả các dự án ở miền Nam Mexico khả thi và thu hút đầu tư cho các khu vực này vào đầu tư vào khu vực này của các tư nhân. Theo tuyên bố thì số tiền này cộng lại với 2.8 tỷ đô la trong các dự án cho Mexico thông qua đường ống đầu tư hiện nay là của OPEC. OPEC cho biết rằng các cam kết được thiết lập ở đây biểu thị nhiều hơn gấp đôi đầu tư ở nước ngoài ở miền Nam Mexico bắt đầu vào năm 2019. Nếu tất cả các sự kiện này được hoàn thành thì chúng ta có thể nói rằng có một cái sự thở phào nhẹ nhõm về tất cả các sự kiện mà ngày càng gia tăng về vấn đề những người xâm nhập vào Hoa Kỳ qua đường ranh giới của Mexico và Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng không cần lo nghĩ gì đến bức tường, vì tất cả các công ăn việc làm và tất cả các sự đầu tư liên tiếp đổ dồn vào miền Nam Mexico qua cái hệ thống có tên là OPEC. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái sự kiện đó làm giảm cái đà tăng trưởng của tất cả những người bỏ nước ra đi ở ba quốc gia mà chúng ta cho rằng là một trong những gánh nặng kinh tế đối với quốc gia họ, và họ không có lối thoát khi họ phải muốn tiến vào Hoa Kỳ, đó là Guatemala, Honduras và El Salvador. Đây là một trong những sự kiện mới mà chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump đã cương quyết và ông ta đã làm được với sự hợp tác của Mexico. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ lại quý vị trong giai đoạn.